Ontario bắt đầu tiến hành trở lại các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp vào ngày thứ hai khi tỉnh dỡ bỏ một số hạn chế COVID-19. Những ca phẫu thuật ở Ontario đã bị tạm dừng vì Omicron sẽ bắt đầu được tiến hành trở lại từ ngày thứ hai khi Ontario dỡ bỏ một số các biện pháp y tế công cộng và cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại. Các ca phẫu thuật không khẩn cấp đã bị tạm dừng từ đầu tháng Giêng để bảo toàn sức chứa của bệnh viện và đã làm ảnh hưởng tới khoảng 8.000 cho tới 10.000 ca phẫu thuật mỗi tuần. Người phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Y tế Christine Elliott cho biết hôm thứ Năm rằng một số hoạt động và thủ tục sẽ được tiếp tục theo từng giai đoạn bắt đầu từ tuần tới vì tỉnh chuẩn bị dỡ bỏ các hạn chế đối với các doanh nghiệp đã phải đóng cửa trước đây. Alex Hilkin cho biết giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm nhi khoa, dịch vụ chẩn đoán, tầm soát, ung thư, một số phòng khám cấp cứu, bệnh viện tư nhân và các cơ sở y tế độc lập. Bà Hilkin cũng lưu ý rằng điều này không có nghĩa là tất cả các bệnh viện sẽ ngay lập tức tiếp tục các hoạt động phẫu thuật. Đến nay thì người dân Ontario đã phải học cách sống chung với loại virus này, tiến sĩ Moore nói. Tháng 2 sẽ rất khó khăn nhưng tháng 3 sẽ tốt hơn. Giám đốc y tế của Ontario, tiến sĩ Karen Moore cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm đề cập tới những con số cho thấy sự gia tăng do biến thể Omicron đang giảm bớt.